Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phàm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Tomin Kids. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Tomin Kids cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: L-lysine HCl, L-leucine, tinh chất hồng sâm, canxium, magnesium gluconate, vitamin C, methylnin, l valin vitamin phương pháp. Vitamin B5 Vitamin B12 Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin E Acid folic DHA 10% Vitamin A Vitamin D3 Phụ liệu vừa đủ 10ml Dạng bảo chế Hỗn dịch uống Công dụng Bổ sung khoáng chất, vitamin, axit amin cho cơ thể giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, tăng sức đề kháng, giúp phục hồi và tăng cường sức khỏe. Đối tượng sử dụng. Bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú. Trẻ em thời kỳ dưỡng bệnh, sốt cao, kém tiêu hóa chất đạm. Trẻ em gầy ốm, suy nhược, thể trạng yếu kém. Người cần duy trì và phục hồi sức khỏe do mệt mỏi. Cách dùng, sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Trẻ em dưới 24 tháng tuổi sử dụng sản phẩm này theo hướng dẫn của bác sĩ, liều khuyên dùng một ống mỗi ngày. Trẻ từ 2 đến 6 tuổi, ngày uống 1 đến 2 lần, mỗi một lần 10ml. Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, ngày uống 2 lần, mỗi một lần 10ml. Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hiệu quả của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cơ địa của mỗi người. Dùng dược cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Nhà sản xuất: Công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Winpharma. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Tominkis đồng thời biết cách sử dụng Tomin Kit sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.